Ngon cả nhà ơi. Cái xoài này không có chua lắm, rất là vừa ăn luôn, ăn rất là ngon. Hai chào cả nhà nha. Hôm nay mình đi ra vườn cái mình có được mấy trái xoài nè cả nhà, được mấy trái xoài. Cái mình đi ra vườn cái mình ăn xoài chấm mắm ruốc nha cả nhà. Nè, chấm mắm ruốc Chí Hải nha cả nhà. Đây mình cũng đem theo là cái chén rồi với cái muỗng mình múc mắm ruốc ra ăn xoài nha cả nhà. Đây mình có cái muỗng nữa nè. Bây giờ mình gọt xoài nha cả nhà. Hôm nay mình không có ra clip gì ấy, mình chỉ ra clip gọt ăn xoài chấm mắm ruốc thôi. Mình gọt trái này ha cả nhà. Đang gọt xài mà có mùi xài ra cảm thấy chảy nước rồi, miếng rồi, cảm thấy thèm tới rồi ha nha. Xài này ăn cũng ngon. Cái này xài gì ta, xài Đài Loan gì á. Nhà mình trồng được cây xài hồi nãy bẻ mà ca trên cao quá, mình không có quay cho cả nhà xem. Sao giờ mình tách xoài ra nghe cả nhà. Miếng xoài rất là ngon luôn. Xoài này cũng muốn già. Giờ mình gọt xoài đã xong, bây giờ mình múc mắm ruốc ra cái nha. Đó, mắm ruốc còn nguyên luôn, mới mua luôn cái nha. Thuốc nó thơm, thơm quá cả nhà ơi. Đây bây giờ ống ruốc đã múc ra, xoài đã gọt xong nè nha, xoài đã gọt xong rồi nghe nè cả nhà. Bây giờ mình lấy miếng xoài cái mình chấm vô ống ruốc nha. Nè cả nhà, mời cả nhà dùng xoài với mình nha. Ngon cả nhà ơi.
cái xoài này không có chua lắm, rất là vừa ăn luôn, ăn rất là ngon. Béo quá. Chắc chưa mình ra vườn hái xoài xong ấy, cái đi ra ngoài sau vườn nè, cái mình gọt xong ấy, mình chấm này ăn cũng ngon lắm cả nhà. Xoài giống mới gốc là hết thảy luôn. Miếng xoài nhìn thấy ngon lắm nha, nhìn thấy là chảy nước miếng mình. Ngon quá. Ngon quá cả nhà. Hết thảy luôn. Thao xoài luôn nha. Thôi ngon quá.
thôi mình máy bay cả nhà nha. Video xin tới đây mình xin kết thúc nha cả nhà. Mình hẹn cả nhà tiếp xem nha. Máy bay cả nhà.